Sau khi biết được sắc màu chọn chủ đề là bản sắc, thì Superstar cũng đã chọn cho mình một chủ đề nổi lên cá tính riêng, đó chính là thời thượng. Song song đó, Gin vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Mirai và Ken. Ken cũng đã thừa nhận tất cả với Gin lý do của Ken quay lại với Mirai vì biết gia đình cô ấy là giàu có, chứ không hề có tình cảm. Gin đã nhanh chóng gặp Kim nói cho cô biết sự thật để tìm cách nói với Mirai. Cũng chính vì chuyện đó mà Kim và Mirai đã xảy ra mâu thuẫn. Khi Mirai nghĩ Kim muốn chia rẽ tình cảm của mình, chưa hết suy nghĩ về những lời nói của Kim thì Mirai cũng nhận được cuộc điện thoại đe dọa đòi tiền lãi của chú nợ, buộc cô lo sợ mà nghĩ đến số tiền quỹ của nhóm. Vậy Mirai sẽ làm gì? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường Đua Idol Thế Hệ Z. Mirai à, sao em cứ mãi ngây thơ như hoài vậy? Em nhìn lại em đi, có cái gì đáng để thằng Ken yêu hả? Hả? Ngoài tiền ra. Anh biến đi cho tôi, tôi không muốn gặp anh nữa. Không phải đợi nữa đâu. Bà nói vậy là sao? Nói vậy có nghĩa là chắc chắn mấy người sẽ thua thôi. Anh gan quá ha. Lỡ mà người ta biết được rồi đám năm thì sao? Vì cô có nguy hiểm cách mấy cũng đâu có sao. Có gì mà không nhắn anh mà gọi anh ra đây? Anh chưa đóng tiền lãi nữa hả? Anh Nam kiếm em hả? Dạ không, nhưng mà anh điện nhắc em á. Tháng này anh bị trễ lương mấy ngày á, cho nên là anh định đóng muộn xíu. Anh cũng có nhắn anh Nam rồi mà không biết sao anh Nam gọi em nữa. Dạ, anh cầm tiền này đi, để anh đóng tiền lãi. Chứ để lâu là anh tới tìm em luôn á. Ủa, tiền đâu mà em đưa anh vậy? Tiền này là tiền trang phục của nhóm em á. Trời trời, rồi em đưa anh cái tiền này rồi, tiền đâu mà nhóm em chuẩn bị trang phục biểu diễn được? Nhưng mà bây giờ gấp lắm rồi, anh cứ cầm đi, rồi em tìm cách bù lại sao? Thôi được rồi, anh sẽ tạm cầm số tiền này, rồi hai đứa mình tìm cách nha. Dạ, thôi anh đi đóng tiền đi. Anh không cần phải đi đâu, chủ nợ của anh tới rồi kìa. Sao hai người lại ở đây? Thằng Ken cùng với người này đang thông đồng lừa tiền của em đó Mirai à. Mày nói cái gì vậy? Chẳng có vụ cho dây nào ở đây cả. Bọn nó đưa tiền cho em, rồi em đưa tiền lại cho thằng Ken, chủ yếu là để ép em ký vào cái bản hợp đồng để mỗi tháng đóng tiền lãi cho bọn nó. Chuyện này là sao? Mirai à, em phải tin anh chứ. Anh là người yêu của em à. Hai đứa này á, chẳng qua là nó ghét anh, cho nên là mới đặt điều vậy thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện đó nha. Nè, anh còn chối cãi nữa hả? Bằng chứng rành rành đó, chối cãi gì nữa? Bằng chứng gì? Bằng chứng đâu? Chuyện này là sao vậy? Anh có chịu nói ra không? Hay là để tôi gọi cho đại ca của anh? Ê thằng khốn, nếu mà tao biết trước cái vụ này không dễ ăn á, thì tao không có tận tình giúp mày trong đây nha mày. Anh Nam, anh cũng theo bên bọn nó hả? Bản hợp đồng đâu, anh đưa ra đi. Anh đi được rồi đó. Đồ đéo, sao anh làm vậy với tôi chứ? Anh coi tình cảm của tôi không bằng cái bản hợp đồng này hả? Được rồi, thằng này điệu đó, nhưng mà có trách á, trách ba mẹ cô ở nhà kìa. Gia đình cô không hề phá sản, ba mẹ cô á chỉ giở trò cho người đòi nợ vậy thôi, nhằm để dạy cho cô một bài học đó. Thì bây giờ thằng Ken này dạy cho cô một bài học hay ho hơn. Anh nói nhà tôi giả bộ phá sản hả? Mirai à,
Sao em cứ mãi ngây thơ vậy hoài vậy? Chẳng qua là đám bạn của em kìa, nó không nói cho em biết thôi. Và em cứ nghĩ là anh yêu em hả? Không hề. Em nhìn lại em đi, có gì đáng để thằng Ken yêu hả? Ngoài tiền ra. Anh biến đi cho tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Được rồi, biến thì biến. Bye. Chuyện nhà tôi vậy, sao bà không nói cho tôi biết hả? Tôi cũng vừa mới biết thôi à. Hôm trước bà giận tôi á, bỏ đi như vậy, tôi đâu có kịp nói đâu. Mà sao ba mẹ tôi làm như vậy? Ba mẹ bà chỉ muốn tốt cho bà thôi, muốn bà trưởng thành hơn, tự lập trong cuộc sống. Nhưng mà không ngờ chuyện lại ra nông nổi như vậy. Đáng lẽ tôi phải nghe lời bà chứ. Xin lỗi bà. Tôi nào thằng nào? Ủa? Em hả? Nè, Kirin Latte Cà Phê Caramel đó, uống đi cho tỉnh. Rồi, có tỉnh không? Chứ tôi say cô á. Không phải là bệnh của anh, tôi đã chữa hết rồi sao? Cái này có gọi là cô đang thả thính tôi không vậy? Nói về thả thính thì anh còn thua xa tôi đó. Chà, ghê nha. Vậy chắc tại hạ đang phải xin thỉnh giáo vài chiều để đi cua cô Kim quá. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chuyện gì? Thì chuyện Mirai đó. Ủa mà sao anh biết cái tên đó là giả vậy? Thì sau khi nghe được chuyện từ Ken, tôi đã theo dõi Ken, mới biết được là hắn thuê cái thằng Nam đó đó. Mà đại ca của thằng Nam lại là anh họ của tôi, nên là tôi mới nắm thóp được nó, đòi lại được bản hợp đồng. Anh gan quá ha. Lỡ mà người ta biết được rồi đám anh thì sao? Vì cô có nguy hiểm cách mấy cũng đâu có sao. À, có cái này tặng cô nè. Đồ ăn hả? Ừ, ăn đi, bồi bổ sức khỏe. Lại là đồ nhà anh không dùng nữa, hay là chị bếp nhà anh nấu thừa nữa vậy? Đồ tôi tự nấu đó. Anh tự nấu thật hả? Nè, ăn chung với tôi đi. Đồ anh nấu mà, ăn đi. Tới bao giờ em chịu nghe anh nói thì thôi. Anh sẽ cố gắng đi làm, kiếm thật nhiều tiền để phụ em, phụ gia đình em để trả nợ. Đồ đẻm, sao anh làm vậy với tôi chứ? Anh coi tình cảm của tôi không bằng cái bản hợp đồng này hả? Mirai, con. Ba mẹ. Con gái của ba nhớ ba mẹ đến mức độ mà khóc vậy sao con? Dạ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Thôi, con gái lớn rồi, nhũng nhẽo quá à. Ba mẹ đi đường mệt không? Mệt con. À, con đi lấy nước cho ba mẹ nha. Thôi, ba mẹ cũng mới uống ở bến xe rồi, con cứ ngồi đây nói chuyện ba mẹ được rồi. Con gái của mẹ thật sự đã lớn rồi, biết quan tâm tới ba mẹ nữa à. Mẹ này, con học đại học rồi mà. Mấy bữa rầy á, mẹ trốn chui trốn rủi chạy nợ, không có chuẩn bị nhiều thức ăn cho con được nè. Chỉ mua được cho con một ít thức ăn thôi, thịt với gạo với mì gói nè con. Dạ. Con mang vô ăn với các bạn đi nha. Ba mẹ, con biết hết rồi. Con biết gì? Ba mẹ đừng có giả nghèo gì con nữa. Con biết rồi sao? Ba mẹ trước giờ đâu có chịu nghèo khổ được đâu. Mẹ thì thích mặc đồ đẹp, mà bây giờ mẹ phải mặc mấy cái áo vậy nè.
cũng tại con hết á. Con xin lỗi ba mẹ. Con gái à, ba mẹ mới là người xin lỗi con vì đã nói dối con. Dạ không phải đâu, tại con hết á. Tại con lúc nào cũng vô tư, không biết tự chăm lo cho mình, suốt ngày cứ dựa dẫm ba mẹ thôi à. Con gái à, con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con yên tâm, ba mẹ lúc nào cũng luôn bên cạnh con và ủng hộ con. Dạ. Vô vị trí đi. 2, 3. Em ơi, tươi lên, đúng rồi. Xong, tôi đã share clip của tụi mình lên fanpage để cho mọi người biết đến rồi đó nha. Mọi người cũng đã share clip hết rồi. Nhưng mà không biết tình hình có khả quan không nữa. Thôi đừng có lo quá, anh chị cũng đã share lên fanpage của chị rồi, chắc là cũng sẽ đông đông người vô coi đó. Anh cũng đã nhờ nhóm bạn underground của anh share, like và subscribe kênh YouTube của tụi em rồi. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh chị nhiều nha. Nè, cảm ơn cái gì? Anh chị giận bây giờ đó. Vậy thì tụi em sẽ không cảm ơn anh chị nữa, mà thay vào đó tụi em sẽ mời anh chị đi ăn bánh đăng trộn. Ok, yeah. Ê, đi đánh mắt mày. Ê, sao? Thích không? Tao tặng nó cho tụi mày nha. Này, tốt cho bạn bè cho ba. Thành công vậy ba. Nhưng mà muốn nhận nó không có dễ đâu ạ. Điều kiện gì vậy? Mày đừng có nói với tao á là mày kêu tao đi cắt đuôi mấy nhỏ mà đeo bám mày nha. Thôi thôi, tao không làm đâu. Ê, nhưng mà lần này điều kiện nhẹ nhàng hơn. Ủa là làm gì ba? Chỉ cần tụi mày kêu gọi được 1000 người like, share cái clip gần đây nhất của nhóm Sắc Màu thì cái điện thoại này sẽ thuộc về tụi mày. Thôi đi ba ơi, mày khùng quá. Bạn bè thân thiết tao chưa tới 900 người nữa mà mày đòi 1000 người ở đâu ra? Thôi nghĩ đi. Sao mày ngu quá vậy? Bạn bè của mày mỗi người kêu gọi thêm 100-200 người nữa có phải là được 1000 người không? Thôi mày đừng nhìn tao. Từ trước giờ tao có bao giờ nhờ giả ai đâu. Giờ mấy cái clip đó, lỡ người ngoài người ta nhìn vô người ta thấy là tao thích nhỏ nào trong đó là sao? Vậy thôi, tao đành phải tặng cái iPhone này cho người khác. Ê, bậy rồi, bậy rồi. Anh em mà hôm nay không giúp mày, ai coi là anh em đúng không? Ngang ngửa gì? Vậy ẹt, tao làm bữa là xong à. Tao lo. Còn mày thì sao? Tao thì cũng được. Nó 1000 người cũng đơn giản mà. Mà iPhone tao đâu? Cái này để cầm tin thôi. Chừng nào mà tụi mày làm xong đi, tao đưa thêm cái nữa. Mà phải công nhận là mày điên về tình thiệt các bạn. Kệ tao mày, mày chỉ cần làm tốt cái vấn đề tao đưa ra thôi. Ok bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng. Ok. Mọi người bấm vào đây like và share cho con Lizzy nhà tôi nha. Trời ơi, vậy thì hay biết mấy. Tôi phải like và chia sẻ 3-4 lần mới được. Đúng rồi đó, tôi phải like nhiều mới được. Con còn kêu bạn bè con like share cho chị Lizzy nhiều lắm đó cô. Cảm ơn mọi người nha. Cảm like nè, chia sẻ nè. Hôm nay có kết quả. Sao tôi thấy lo quá à? Tôi thì ngủ không được cả đêm luôn á. Không phải đợi nữa đâu. Bà nói vậy là sao? Nói vậy có nghĩa là chắc chắn mấy người sẽ thua thôi. Đúng vậy, mấy bà đừng có mất công đợi vào kết quả. Hụt hẫng đấy. Sao mấy bà biết tụi tôi sẽ thua chứ? Chưa có kết quả
thì không nói trước được gì đâu. Bởi vì tụi mày là những thứ rùi mũi, làm sao mà thắng được Phượng Hoàng như tụi tao. Ê, chưa biết ai rùi mũi ai Phượng Hoàng đâu nha. Vậy sao? Vậy thì đợi kết quả đi, rồi sẽ biết thôi. À, có kết quả rồi nè. Mấy bà đừng buồn nha, clip của tụi bà hay thiệt đó. Người ta nói thành công là cả một quá trình chứ không phải là một đích đến. Có chiến thắng cuộc thi hay không không quan trọng, quan trọng là công chúng có đón nhận mình hay không. Quyết tâm, quyết tâm.